chua hồng bát. Trời ơi, tôi nói thiệt cho chú nha, không có cửa đâu. Anh sẵn sàng chiều đấu, chiều tan nát trại tim đi. Cảm ơn, dạ cảm ơn tạm biệt, dạ. Hồi nãy chú để nhiều tiền trong túi lắm. Trời ơi, em làm vậy thì mấy chất mà nó giàu, đã đẹp còn giàu sang nữa. Làm sao là kịp chiều tôi lấy được rồi. Cái mà con bị mất á là coi như những cọc vé số của con và tiền bạc của con. Còn cái mà con muốn mất á là đời con gái của con. Trời ơi. Nặng chí mà nặng quá, chứ quả đất thành lô cái đầu. Tụi hư, tụi hư, tụi hư, tụi hư. Ủa, tụi bị làm sao vậy? Rồi rồi rồi, biệt rồi. Sao như chú ở ngoài đây? Ông chú cha mà ơi, cái đấy đây, cái chỗ làm việc của chú. Ngày mố chú chẳng ngồi đấy chú mấy bà. Rồi có biệt rồi. Hay là gặp một cái cô nào đẹp đẹp đi ngang qua đây, cái hồn bay phất lạc rồi. Trời nặng quá nặng. Chú, cái quần con chú sửa không chú? Xong rồi nè. Quần hơi cũ rồi nha. Có tiền mua quần mới nha. Ôi chú ơi, tháng này ế ẩm lắm. Nè nè, khỏi con bệnh nha con. Khỏi đi, nè con gửi tiền chú. Rồi cảm ơn con. Thôi. Ủa nhiêu thôi? 80. À quên, là 120 hả? Thôi 120. Bởi vậy chú đó, cứ tình vơ, con làm cực khổ, chứ đâu phải là tiền in ra đâu. Bao nhiêu 20 còn thôi, mà này 100. Thấy mẹ chú rồi. Chú làm gì vậy? Chú làm gì vậy? Tiền chú đâu hết rồi. Thôi nha chú, chú kỳ à. Không có. Thôi thôi vậy đi đây, đi trả lại 200 đây, chú nào có tiền rồi trời, thổi cho con người con thiếu đi. Không có thì mà tính là để cho con, chú thiếu ngược lại con là không được. Thôi bây giờ con thiếu chú. Đây. Không, bây giờ gì nè. Hồi nãy trước khi con tới, con thấy chú sao? Con thấy chú sao? Chú lạ gì? Thì chú ngồi đây nè. Chú giống như là thất thần rồi hả? Nhìn đâu một điểm xá xăm. Con kêu ba bụng tiện, chú mới nói chuyện với con. Ông anh hả? Ở đây có sơ đồ không? Ủa chữ nó ghi rõ ràng gì mà? Ủa mà sao thấy toàn là nó đầm với đàn bà con gái không vậy? Nữ không vậy? Trời ơi, tại vì đa phần là sửa đồ nữ, nhưng mà đồ nam sửa được luôn, đây sửa hết được luôn, cái nết sửa được luôn. Trời hay à, tiếc đang gì nè, sửa gan gái luôn. Trời ơi, cái này là tôi khoái thôi, chờ trước ông sửa cho cái quần cái coi. Vậy cái là gan gái liền. À vui vui. Cái này để vui rồi đó. Rồi sửa quần bên. Giờ cái này ông bóp đấy. Rồi. Lên nay ông bóp đẩy giùm tôi cái này nè. Rồi 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 rồi. Mà thôi cái đáy mà sao ngắn lên giùm tôi. Rồi rồi biết rồi biết rồi. Mà đẩy về, đẩy khu vực này là ông đẩy sát vô, tức là ông đẩy sát khi tới mặt nó không banh ra. Nhớ nhằn này nhằn kỹ cái đường đáy này giùm tôi nha. Chứ khi tôi hay đi, tôi vận động này tôi chạy nhiều nó bịt đáy hoài luôn á. Ok. Lên nay luôn, lên nay giùm tôi luôn. Bên sát luôn á. Được không? Tiền đưa rồi nha, thối tiền tôi đi nha. Làm sao là kịp chiều tôi lấy được rồi. Đủ chưa, còn thiếu nữa không? Rồi ok nha, có gì chiều tôi quay lại. Ôi chú vợ chú ơi. Chú. Ôi chú cảm giác chú bị thôi miên đó con. Ôi trời. Hồi nãy chú để nhiều tiền trong túi lắm. Có tiền. Có tiền, bây giờ không còn một đồng nữa hết. Rồi gặp người lạ là coi như là chú bây giờ là mất tiền. Đúng rồi, hồi nãy chú nhớ. Hình như là chú đang nói chuyện, chú đang nói chuyện với nó, cái nó dỗ chú một cái. Nó dỗ làm như chú nguyên quyền cho nó. Con dỗ chú ra, dỗ. Không, nó nhổ mạnh lắm. Đau, cái này đau. Cái này là xỉu, chú mới thôi miên. Không phải, bây giờ là trời. Nó dỗ chú một cái, tự nhiên cái chú tỉnh lại, chú gặp con á. Chú cha mà ơi, chú hư.
Như vậy là chú bị thôi miên rồi. Trời ơi, chết tôi rồi, trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì hả Diễm Trinh? Ủa, con xin lỗi. Chú ơi, con bị lừa rồi chú ơi. Bị lừa gì vậy Diễm Trinh? Ai lừa Diễm Trinh? Cái gì vậy? Chuyện gì vậy? Sao tụ tập đây nữa rồi? Diễm Trinh ơi, Diễm Trinh bị lừa. Xóm này ngày nào cũng có chuyện xảy ra vậy. Con biết nữa, tự nhiên bây giờ nó có gì vậy? Bị lừa cái gì lừa hả? Làng giày nè, con đi bán vé số. Con đang tung tăng trên đường đạp mây xanh xuống đây chơi. Có cái bài đó là nó tả một tia dáng chừng đó, đạp mây xanh xuống chơi, còn phù thủy là từ dưới đất chui lên. Giờ này chú con giỡn với con. Bây giờ bà bình tĩnh đi. Trời đất ơi, hình nó vậy mà đúng không? Trời ơi, đây nghe kệ nè, cái chuyện chi con vô đi... thẳng vấn đề đi. Con đi bán vé số rồi. Thì con đang tung tăng đi vậy đó, cái tự nhiên cái con gặp một cái anh trai đó rất là cao to, tập gym bự lắm luôn á. Xong á cái con mới mời ảnh, con kêu ảnh mua vé số cho con, tại vì ảnh đẹp trai mà, nên là con cũng có một chút ve vãn ảnh một tí xíu. Rồi cái nết của bà đó giờ dạy ai bà chả ve. Thì đó, xong mà cái con ve vãn ảnh, con đưa cho ảnh cọc vé số, con kêu ảnh mua giùm con 2 tờ vé số đi. Cái ảnh mới nói con năm nay con nhiêu tuổi rồi. Rồi có trả lời thiệt lòng ta là nhiêu tuổi không? Con mới nói với ảnh là dạ em năm nay em 18 tuổi. Rồi xong rồi ảnh ỏi đúng không? Không có ỏi. Ảnh nói sao em dễ thương quá. Thôi nhiêu tuổi quá. Cái cảm nhận sắc đẹp của nó ngộ vậy ta. Cái xong cái ảnh nói với con là em đi bán giày nè, nắng nôi vậy em có mệt không? Cái con mới trả lời là con không có mệt. Mà nó có ngủ mới vô khách sạn không? Ảnh có rủ con là con vô rồi. Muốn rủ lắm mà ảnh có rủ đâu. Ảnh làm tại chỗ luôn. Trời ơi. Cái gì mà u trời dữ vậy? Làm tại chỗ. Không có, làm tại chỗ là ảnh quạt cho con á. Ảnh quạt thì nó quạt, cứ làm tại chỗ người ta hiểu lầm. Ảnh lấy cái tay về nè, cái ảnh quạt cho trong mặt con về nè. Ảnh nói hết mệt chưa. Cái ảnh quạt xong cái con bất tỉnh luôn, cái con tỉnh dậy cái con bị mất. Mất gì? Mất hết tất cả. Nói chung là những cái gì mà cần mất thì nó không chịu mất, mà cái gì mà muốn mất nó cũng không chịu mất luôn. Mà bây giờ muốn mất thì nó không chịu mất, mà bây giờ cái mất là nó mất hết. Trời ơi. Nên nè, bây giờ là rối nè. Cái mà mày muốn mất là cái gì, mà cái mày không muốn mất là cái gì? Cái mà con bị mất là coi như những cọc vé số của con và tiền bạc của con. Còn cái mà con muốn mất là đời con gái của con. Chú cha ơi, mệt quá bà ơi. Nó bị con miên rồi. Bà còn chinh cái lỗ vốn á nha. Ôi chú Hư, chú có cảm thấy cái điều chi không? Giống chú. Chú gì? Chú Hư mới bị. Ủa chú Hư là có một ông khách cũng là con trai tới đây là kêu là sửa quần phầy mà cái là chú Hư là không biết chơi chắn. Phải cái gì? Phải cái quần. Cái này là nó là phải cái tay của ta là nó phải cái quần, ta hửi cái quần của nó. Trời ơi chú ơi. Là mất đi, mất bị đâu nào? Mới tức thì. Ủa sao lúc đó có tôi? Em đi giao được rồi. Nó phải cái quần vô mặt chú một cái chú hửi cái là chú bị giống như thôi miên vậy chú biết. Ủa, vậy? Chú cha. Chú ơi. Chú Hư ơi, sao cái gì chú không hửi mà chú đi hửi cái quần vậy? Ai biết từ lúc đó ngu mà nó đưa gì hửi đó. Thôi, bình tĩnh. Khoan nha. Mình sau chuỗi lại câu chuyện đi. Tình huống này với tình huống này rất là khá giống nhau. Vậy rồi khác là thằng này hửi cái tay còn chú hửi cái quần. Đúng rồi, cái này là nó me mình rồi. Chú ơi, cái này là nó cố tình đi lừa gạt người khác rồi. Đây là một thuyết âm mưu. Ê, cái chuyện này bữa giờ trên mạng quá trời không cập nhật hay gì vậy? Ai biết đâu, thì cũng có coi mà thấy cái chuyện nó vô lý làm sao mà dễ như vậy. Ai về nó dễ thiệt. Ê, dễ lắm nha chú ơi. Bữa nay chỉ cần quất một cái hoặc là xịt một cái thôi là mê man, nói cái gì đưa cái đó luôn. Trời ơi, vô nói một cái là tháo về đưa hết luôn đó. Ê, mà sao thằng đó nó ác quá vậy ta? Ác cái gì? Bây giờ thời buổi kinh tế khó khăn, người ta đi lừa đảo nhiều lắm ba. Nó biết chú là con trai đúng không? Thì ít nhất nó tẩm thuốc mê vô người gái đẹp, chú hửi cái chú đỡ tức. Trời ơi, chứ bây giờ nó đưa cái quần tự nhiên cuộc đời chú hửi quần vậy sao kỳ vậy? Cái này ta gọi là ngục quần á. Bây giờ sao nè? Bây giờ phải làm sao? Khóc nữa coi. Chú ơi, giờ sao đây? Người ta đã lừa chú rồi, chắc chắn là người ta sẽ không bao giờ quay lại đây đâu. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn. Ai cũng suy nghĩ là nó sẽ không dám quay lại đây. Nhưng ở đây có một con mồi rất là béo bở, chắc chắn nó sẽ quay lại. Trời đất ơi.
Trời đất ơi, con đi mua cái ổ khóa, ổ khóa xe là. Có khi nào anh bay đưa nguyên chiếc xe cho ổng không? Có đâu. Chính xác, anh đi mua cái ổ khóa. Không có. Con mồi béo bở là đây. Con á hả? Ủa, nhìn quá. Cái mặt con vậy mà dám lừa con hả? Con nói thiệt với chú nha, không có cửa đâu. Làm sao con biết được hả? Nó phẩy một cái làm sao con biết được? Đúng rồi, bà tự tin quá à. Nếu như con mồi là con sẽ chết. Còn bây giờ chúng ta phải tương kế tụ kế. Bây giờ vậy nè, nó thấy con như vậy chắc chắn nó sẽ quay lại. Đúng rồi, mà chưa hết đâu chú. Hồi nãy á, nó lừa chú là lúc đó đâu có con. Rồi mắt bà đeo gàng vậy nè, chỗ cẩn thận nha. Ê, bây giờ có còn con mặc đồ sexy đẹp lên không? Không còn, cái đó còn càng đẩy nó đi xa đó. Dán con hết nổ nạ rồi. Được, bây giờ cứ bình thường vậy đi, là tự nhiên nó sẽ tới. À, lúc đó xung quanh chúng ta mai phục hết, đợi nó vô chồng một cái lắm. Em ơi, cho anh hỏi cái anh may đồ đó đâu em? Dạ bữa nay đi anh vỗ ra anh ơi. Chà, đi qua mà không gặp bay ra lần bảy lượt mà không gặp nó. Dạ xíu không có về. Trời nắng nóng cực khổ quá à. Ủa mà tìm ổng có chuyện gì không anh? Anh qua anh sửa lại cái quần. Em cho anh trái dừa uống đi. Trời đây, nắng đây, quá. Đây. Trời ơi. Mọi người đi đâu hết rồi một mình em bán nhở? Dạ thì bên đây cái xe nước mía về quê. Còn cái bà bán vé số thì cũng đi ăn tiệc đi đâu rồi cũng tiêu rồi. Còn có mình em à. Trời ơi, em đã đẹp mà còn giỏi giang chỗ đó nữa. Dạ. Ở một mình không ai phụ hết thì làm sao mà hỗ trợ được những công việc khách hàng. Anh chạy lưu chạy tới vậy hả? Trời ơi, phụ cái gì mà phụ. Một mình em mà được rồi. Phụ rồi tiền đâu em trả cho ta anh. Trời hèn chi. Lo làm một mình bao nhiêu đó. Rồi vàng biết rồi chắc chắc chiêu. Trời ơi, vàng này bao nhiêu carat nó đẹp quá vậy? Trời ơi, thích thì mua anh ơi. Ra tiệm vàng thấy cái gì đẹp là mua hết luôn á. Trời ơi, em làm vậy thì mấy chất mà nó giàu, đã đẹp còn giàu sang nữa. Dạ. Ai mà bằng em. Dạ. Ủa, mà anh tìm trả chi tìm hoài vậy? Trời ơi, em ơi. Ông sửa cái quần cho anh mấy lần, ba lần bảy lượt mà sửa lần nào cũng hư không có bị anh. Trời ơi, trời ông tin hư. Bởi vậy em sửa quần hoài hư đúng rồi. Trời ơi, em coi nè, sửa cái quần gì đấy mà không ra đấy mà thân không có ra thân em thấy khổ anh đâu. Ba lần bảy lượt vậy đó mà nó có hư cái gì đâu. Không được theo cái bữa ý anh. Mà em ơi, số vàng anh đeo nhiều quá vậy. Nhưng mà anh đẹp quá. Em đưa cho anh đeo bớt được không? Anh là tao. Cái gì vậy? Bằng lại. Bằng lại. Rồi. Từ từ rồi, bằng chứng thôi. Bằng chứng thôi. Còn đấy là tán chứng. Còn đấy là tán chứng. Giờ cái bài mang cái buông này cho công an. Đúng rồi. Chinh. Ừ. Đây. Nè, con nhỏ này dễ gì phê tước. Ghê cho, ghê cho. Mày thấy chưa? Xã hội có những con sâu như mày. Ra đường hút thuốc mê tùm lum. Mới có những thằng khùng như tao. Mày thấy không? Ra đường với bên mũi vậy nè. Được rồi. Không có giải thích nhiều. Mang lên công an. Đúng. Đúng rồi. Cái tình trạng này là phải đưa lên Phương. Vâng. Được. Khoan lụm đã, khoan lụm đã. Phương, Phương hướng nào? Phương này. Phương này. Đi. Đi. Đưa nó lên trển đi. Đi. Đưa nó lên trển đi. Dính trên đây mà dính thuốc rồi. Chết rồi. Dính bẫy rồi.